Anh Chơ, anh Chơ, anh Chơ. Mình, mình, mình có sao không? Tại sao, tại sao anh lại là Cáo chứ? Lúc nào hết anh có biết là em và con cần anh nhiều lắm không? Anh không thể bỏ mẹ con em trong lúc này. Mẹ con em không thể nào sống thiếu anh. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thôi được rồi. Bây giờ coi như là em không biết gì hết. Em xem như là em không biết gì hết. Không có Cáo hay là yêu khí gì ở đây hết. Em chỉ biết anh là anh Trơn. Anh là người chồng yêu vợ thương con. Tất cả rồi sẽ trở lại như cũ mà. Vợ chồng mình sẽ được hạnh phúc. Có được không anh? Không thể được đâu em. Chuyện đã đến nước này thì không thể xem như không có gì được. Em và tôi không thể tiếp tục sống chung với nhau. Em là người, tôi là thú. Chúng ta không thể sống với nhau bền lâu được. Tôi rất muốn sống chung với em như ước muốn ban đầu, nhưng đó là điều nan giải. Bởi vì tên pháp sư sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta. Hắn sẽ không buông tha cho tôi. Và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em và con. Ngay lúc này chỉ có một cách là tôi ra đi, thì sóng yên biển lặng. Tôi phải đi vì em và vì con. Em và con bảo trọng. Tôi đi đây. Con ơi, cha bỏ mẹ con mình rồi.